Bữa nay đi ăn early birthday của con gái Jessica. Đây nè, birthday cơ. Nâng ly lên gái nữa nè con. Birthday cơ, happy birthday. Happy birthday nè con. Happy birthday con gái. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. 1, 2, 3, yo. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay hai chồng mình đi lên đình chơi, đi thăm đưa mấy đứa nhỏ đi ra ngoài trung tâm đi ăn uống, đi ăn mừng bất đầy đứa con gái giữa của mình. Thì bây giờ đã lên tới nơi rồi. Ở đây là khu treo xì nha cả nhà. Ở đây là khu vô lợi người ta ở đó. Nhà đây rất là đẹp bằng mắt luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng theo gia đình mình đi dạo phố London nha. Let's go. Susan tớ chưa tới hả? Thì cả nhà ơi, tới rồi. Đây là nhà hàng Kintan Barbecue của người Nhật, của Nhật nha cả nhà. Thì hẹn 2 giờ, bây giờ đang đợi nhân viên ra họ dẫn mình vào trong phòng ăn nha. Có mấy người đang đợi đây. Đây, tới rồi. Vô đi mami, ngồi với Jessie. Hả? Cái gì? Đây là menu nha cả nhà. Giá đây nè, 27 đồng 2 cái item cho một người, 33 đồng 3 item. Có thịt ham, thịt bò, sốt xịt, tôm, mực, nấm, có cơm, có đồ. Còn cái này thì mình kêu riêng một phần như vậy nè. Cả nhà ơi, thì mình tới rồi. Bây giờ cái đứa con nó đặt trước, hẹn 2 giờ thì đứng đâu đợi khoảng 5 phút thì vô bàn. Giờ đang gọi món nha cả nhà, ăn thử barbecue của người Nhật. Barbecue Hàn Quốc với Việt Nam mình thì thường rồi, bây giờ ăn thử đồ của Nhật. Sushi thì ăn nhiều rồi, nhưng mà mình ăn barbecue nướng của Nhật như thế nào nha cả nhà. Cơm cái gì ta? Để em lại đếm cho mình coi cái này nào. Cơm chiên với salmon. Cơm chiên nắn hình với lại cá salmon. Giống nếp không? Nhìn giống nếp không cả nhà? Ủa, chưa bật cái này. Đây là cơm chiên với lại cá salmon on top nè cả nhà. Nhìn giống như là nếp á ha. Nhìn giống nếp không cả nhà? Wow. Đợi đồ đem ra nhiều nhiều để ăn luôn. Cái gì ở trong đó? Mushroom. Nấm hả? Đá nha. Ăn nấm nhiều vô. Chắc thành cho với ba gấp cho anh đi. Đây, anh ôi nó đổ.
y như là nếp á, cơm chiên như cá salmon. Ngon. It actually works. Maybe we're not gonna smoke. That's it. Start to soy là chắc chín hả? Nấm mà bỏ cái sốt gì vô ngon lắm. Họ ướp cái gì vậy? Anh chờ thịt chín, bây giờ bỏ thịt heo vô nướng trước. Thì trong lúc chờ đợi mình ăn thử cái nấm ngon lắm cả nhà, nấm. Nấm nướng ngon. Có bơ mà. Nấm này chắc sao? Khi lò nướng rất là hay cả nhà, không có thấy khói lên. Thì ở hai bên hông này này đấy, cái khói nó chạy vô trong hai mấy cái lỗ nè. Bê một cái vô cho người ta lấy chỗ. Cái cơm này rồi còn hai chén cơm kia nữa ăn gì hết. No rồi. À nó cháy hả? Thì phải ăn cơm trước thì nó cháy hả? Cháy ngon mà. Bên này đi ăn early birthday của con gái Jessica. Đây nè, birthday cơ. Birthday cơ, happy birthday. Happy birthday nè con. Happy birthday con gái. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. 1, 2, 3, yo. Mời cả nhà nha, ăn barbecue của Nhật chứ không phải barbecue Hàn Quốc, barbecue Nhật. Cơm này gọi cơm gì? Bibimbap hả? Bibimbap là của Korea đúng không? Ngon. Nóng. Đưa mày quay nha. Bớt đầy cơ nè, hai mươi mấy. Chị nói xong chinh đi con.
thì nói đi. À, 22. Cảm ơn ba. Cảm ơn. Quay nè. Quay gì? Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ Trang TV. Bò này là ngon nhất đây, bò này ngon nhất nè cả nhà. Ồ. Hấp dẫn ha. Đặc biệt cái lò nướng này là không có khói lên trên nghi ngút lên trên nha cả nhà. Những cái lỗ này này là khói nó vô trong cái lỗ này này. Lâu lâu đi ăn thay đổi không khí. Trong cái set menu thì cái miếng bò này là ngon nhất. Nấm tươi thì người ta thái nhỏ ra, người ta gói lại và người ta bỏ ướp với một ít bơ. Khi mà nướng lên ăn nó béo không thơm. Ba thứ bò. Vườn các đồ hố theo cả nhà đã ăn xong rồi, bây giờ kéo nhau đi dạo phố London. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Thank you, bye bye. Sắp video ăn trưa nè, có 10 đồng cả nhà, 9.99 nè. Có một tô rau nè, tô cơm nè, một đĩa thịt nè, thịt bò, tô miso soup. Chủ của nó đâu? Xin chào. Xin chào. Xin chào.
Rạp chưa cả nhà?